Ai đó đang khóc? Em gấu, em gấu. Yeah! Quần áo em đâu rồi? Thôi nào baby, đợi chút nha các em. Xin chào, anh có quần áo dành cho gấu bông không vậy? Cảm ơn, đợi chút nha các em. Đây là quần áo của các em nè, đi thôi. Chị có bất ngờ dành cho các em. Wow. Các em cần cái giày nữa. Wow. Baby, chị phải chải tóc cho các em. Đợi chút nha. Cái này cho các em. Màu tím nè, đẹp quá. Màu hồng, ổn chứ? Các em có đói không? Đợi chút nha. Chị quên mất. Cái này cho các em. Không. Nghĩ ra rồi. Đúng rồi. Chỉ có cái to hơn. Ngon quá. Ngon quá. À thêm. À thêm. Đi ra ngoài đi, anh muốn ngủ. Đi ra ngoài đi. Anh muốn ngủ sao? Ok, à thêm. Cái gì vậy? Natia. Natia. Ngon quá đi. Cái này hay cái này? Trà, trà. Cái gì? Natia. Ngon quá đi. Không, Natia, không. Bye bye. Bye bye. Ôi không. Sao mở cửa xe ra được? Mình cần giúp. Bé yêu của chị, bé yêu của chị. Mình phải làm gì bây giờ? Mia. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Em của cháu ở trong xe một mình. Dạ 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 dạ. Cháu đã làm gì để ra nông nổi này? Cháu đang gọi điện thoại. Bé yêu của cháu. Bé yêu của chị. Bé yêu của chị, cháu sẽ không làm thế nữa. Không được để trẻ ở một mình, nhớ chưa?
không được để trẻ chơi trên đường. Các phụ huynh hãy trông chừng con của mình nha, đường phố không phải là nơi để chơi đâu. À, bọn trẻ ổn. Ở một mình rất nguy hiểm. Ôi bé yêu của chị, bé yêu, không được để trẻ lại gần nước, rất nguy hiểm đó. Chơi đi, chơi đi. Trang điểm. Lạc rồi. Được rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bé chơi ở trên sân khi cháu đang trang điểm. Sau đó cháu nhìn lại thì không thấy bé nữa. Cháu cố gắng tìm bé nhưng ở đây đáng sợ lắm. Em ở đâu? Không có Mia ở đây. Mia, cháu có ở đây không? Mia, cháu có ở đây không? Ở đây trông thật đáng sợ mà. Cô bé đây rồi. Bé yêu của chị, không được để trẻ em chơi trên sân một mình đâu. Phụ huynh, không được để con bạn ở một mình, rất nguy hiểm. Hey, bạn đang gì vậy? Đang ăn. Nó không tốt. Đưa cho tôi. À, được rồi. Chín rồi. Ồ, chúng ta cần phải có bánh mì. Gà ngon. Đừng có ăn. Đừng ăn. Không, không, tôi muốn ăn. Bạn đã quá mập rồi, đừng ăn quá nhiều nữa. Bạn cần phải ăn rau. Đây, ăn cái này. Không, không, không. Cầm cái này, nó tốt cho sức khỏe. Bạn đã quá mập rồi, hãy tự xem lại mình đi. Được mà. Tôi muốn ăn. Ồ. À. À. Artyom, hãy nhìn lại mình xem. Đừng có ăn. Đưa cho tôi, đưa cho tôi. Không, không, không. Bạn không được ăn cái này. Cái này cần phải bỏ vào thùng rác. Tôi muốn ăn. Nè. Ăn đi. Cái này tốt cho sức khỏe của bạn. Không, tôi không thích rau đâu. Bạn đã quá mập rồi. Ngon quá đi. Không, không, không.
Không Mia, số lượng rau này vẫn chưa đủ để giúp cho anh ấy. Chúng ta ra vườn đi. Yum, yum. Wow. Cà rốt tốt cho sức khỏe. Đi thôi. Không không không, để tôi yên. Ra đây, ra đây, ra đây ăn rau nè. Không, tôi thích ăn bánh rán. Ăn cái này. Bụng tôi đau. Hãy giúp tôi ra ngoài. Giúp tôi. Tôi bị kẹt rồi. Bạn cần phải ăn nhiều rau và uống nhiều nước. Lấy đi. Cảm ơn Mia. Ngon quá. Bạn cần phải uống nước. Tôi nghĩ là tôi đã ốm rồi. Giúp tôi với. Tôi khỏe rồi. Không, chúng ta còn phải tập thể dục nữa. Được, khỏe rồi. Có rất là nhiều môn thể thao. Cho bạn. Cho em. Cho tôi. Thức dậy. Dậy đi, dậy đi. Tiếp tục, tiếp tục. Có kiểu giảm cân này tốt hơn cho bạn nè. Lại đây, lại đây. Bây giờ tốt hơn rồi. Rau củ quả và thể thao sẽ tốt cho sức khỏe của bạn. Ăn cái này. À Trâm, chúng ta hãy đi chơi đi. Các em phải nhớ ăn thật là nhiều rau củ quả và tập thể thao để có một sức khỏe thật tốt nhé. Tạm biệt. Tạm biệt.